Em xin chào cô chú anh chị mình ha. Hôm nay vừa mới như cô chú anh chị mình hàng sam núi trái nha cô chú anh chị. Dạ, lùng lực khách thẹo luôn. Dạ, cây cốt to luôn á. Cốt to lùng lực, cây này có đế có xử lý nha cô chú anh chị. Đây cũng mướt lắm. Phơm tàn thì cũng khá mạnh vì cô chú anh chị chơi tỉa tớp giờ là nó dày phơm nha. Cái hàng sam núi này kéo phơm nhanh lắm nha. Cái này đặc biệt cho nó lùng cây đó, lùng với nó gõ cái bài. Vì mình chơi thời gian nữa mình tháo dây nó ra được rồi ha. Xem tái xù nha cô chú anh chị, cái dàn đế với đường thân mặt trước ở đây cốt nuôi to cốt này có giật lên nè, nó sẹo rồi nó cuốn kính nè, kính sẹo rồi ha, rồi mặt trước rồi mặt sau nó đây quá tới xù luôn, xù đường thân rất là nhiều nha, xương bên dưới này sửa chi tiết luôn nha cô chú anh chị, rồi phơm này khá mịn nè ha, rồi em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mà 1B nha. Chuyện này cô chú anh chị mình có muốn ép chậu thì chờ tầm cỡ 10 ngày nữa nha. Nhưng mà theo em giờ mình chơi mình chăm cho nó dày cái phơm thì mình phải ép chậu nữa ha. Rồi bây giờ em báo thông số mà 1B nha. Cái hoành gốc nó ở dưới đây là 9 nhưng mà từ 2 tới 8 nha cô chú anh chị. Có đúng là 8 ha. Nó dính mấy cái nùi. Chiều cao của cây là 14. Hết tán ngang của nó là 26. Thì mã 1B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k nha. 450k là nhà vườn bên đây bao ship nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 2B nha. Rồi em lên tiếp mã 2B nha cô chú anh chị. Mã 2B cũng là một cây linh sam núi trái luôn nha. Cây gõ cây ghê, cốt to. Đây cây thật lắc. Đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đế đẹp luôn. Để em xây vài vòng để em đưa gần cô chú anh chị coi cái dàn đế, dàn xương với phơm tàn đó nha. Cây cốt to nha cô chú anh chị. Cái dàn đế mặt trước cái đường thân nó đây. Thân lên xù rất là nhiều ha. Cây không có hẹo. Sẹo cuốn kính luôn. Phơm tàn mướt luôn. Đó, mặt trước rồi mặt sau nó đây. Đế đẹp không? Đế đẹp nha. Xăm núi mà xử lý được cái đế vậy là cực lắm. Cốt to nè. Dây cũng còn mấy cọng gì có chú anh chị chơi móc tháo hết dây được luôn nha. Rồi đem xây về vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mẻ 2B nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 2B nha. Cái hoành gốc nó ở đây. Cái hoành gốc nó ở đây là 6.5, em tính 6 thôi. Hoành gốc là 6. Chiều cao của cây là 17. Hết tán ngang của nó là 29. Thì mã 2B này em giao lưu với của chú anh chị mình là 450k nha. 450k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 3B nha. Rồi nên tiếp mã 3B nha cô chú anh chị. Mã 3B cũng là cây sam núi trái xù luôn nha. Cái này quá trời lùng. Lùng rất to, đế đẹp nha cô chú anh chị. Chập hẹo. Đế đẹp luôn. Gõ cây thật lắc lắm. Mà nó không có hẹo. Dòng sam núi trái xù thì hẹo nó cũng ghê lắm. Thì chỉ tỉa cho nó lên san hô và chơi thôi à. Cốt cảnh to luôn nha cô chú anh chị. Dây cũng còn vài cộng rồi ha. Đây đem được gần cô chú anh chị coi cái dàn đế mặt trước nha. Dàn đế mặt trước đường thân nè. Rất to lùng lực ha. Rồi mặt sau nó đây. Đế đẹp. Quá đẹp luôn. Phơm tàn nó đây. Mịn phơm ha. Rồi em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 3B nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 3B nha. Quá trời cái này ghế đẹp luôn. Đường thân luôn. Gõ cái thực tắc. Cái hoành gốc nó đây. Hoành gốc nó đây là 10.5, em tính 10 thôi. Hoành gốc là 10. Chiều cao của cây là 16. Hết tán ngang của nó là 29. Thì mã 3B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k nha. 450k là nhà vườn bên đây bao ship nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 4B nha. Rồi em lên tiếp mã 4B nha cô chú anh chị. Mã 4B cũng là một cây mai là sam núi trái xù luôn nha. Cái này quá đẹp luôn. Đấy, đường thân cốt cầm xù phơm bàn nghe cây thật lắc gõ mà đế đẹp. Đế quá trời đẹp luôn. Sẹo cuốn kính nó luôn nha cô chú anh chị. Sam núi đế, sam núi mà xử lý cái đế đẹp nó cực lắm, nó không phải như mấy cái loại kia. Đem xây về dòng đưa gần cô chú anh chị coi cái dàn đế, đường thân với dàn xương bên dưới đó nha. Cái dàn đế với đường thân mặt trước đó này. Gõ bằng gõ đế đẹp lắc nè. Cây lùng nha, lực nha cô chú anh chị. Mặt sau nó đây. Xương bên dưới đây. Cốt to nha. Dây còn có mấy cộng à. Trời bá luôn. Phơm này, mịn phơm này ha. Rồi để em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 4B nha cô chú anh chị.
Rồi bây giờ em báo thông số mã 4B nha. Cái hoành góc nó đây, hoành góc nó đây là 10, chiều cao của cây, chiều cao của cây là 14, hết tán ngang của nó là 27. Thì mã 4B niệm giao lưu dưới của chú anh chị mình là 450k nha. 450k là nhà vườn mà bên em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 5B nha. Rồi em lên tiếp mã 5B nha cô chú anh chị. Mã 5B cũng là một cây xanh với trái xù luôn nha. Qua đi cái phơm bạn này ha. Phơm thằng cây này mịn phơm lắm rồi nha. Bước được luôn. Cốt cành to nha cô chú anh chị, nó muốn cân cây luôn. Đế cũng đẹp luôn ha. Này nhìn xương kính mất luôn. Dây này tụi em bấm chân nè, vậy cô chú anh chị chơi có thể tháo thêm được ha. Này em đưa gần cô chú anh chị coi cái dàn đế với đường thân mặt trước này, cốt cành cân cây luôn ha. Mặt trước đây, rồi mặt dàn đế mặt sau, xương bên dưới đây, cốt to sẹo cũng kính luôn nha. Đó. Phơm này, mịn phơm ha. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa thì em sẽ báo thông số mã 5B nha cô chú anh chị. Dàn cây xương dâm rất là nhiều rồi nha. Quá thấy cái dàn xương. Rồi bây giờ em báo thông số mã 5B nha. Cái hoành gốc nó đây, hoành gốc là 6,5 tính 6 thôi, hoành gốc là 6. Chiều cao của cây, chiều cao là 16, hết tán ngang của nó là 32. Thì mã 5B này em giao lưu dú của chú anh chị mình là 450k nha. 450k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 6B nha. Rồi em lên tiếp mã 6B nha cô chú anh chị. Mã 6B cũng là một cây sâm núi trái xù luôn nha. Nè đẹp quá ha. Đặc biệt mấy cây sâm núi xù thì là nó không có hẹo, hẹo nó cũng tốc độ cao lắm. Còn chân lại chút xíu rồi nó mấy hẹo bự lại cũng hết hết rồi. Cây này là tay cành to nha cô chú anh chị, cốt cành to ha. Mà dàn xương. Xương sửa kỹ lắm. Cốt nuôi to luôn. Đế khá đẹp nha cô chú anh chị. Đế đẹp luôn. Phơm tàn mịn phơm ha. Còn có mấy cọng dây vậy. Nơi gần của chú anh chị coi cái dàn đế mặt trước ở đây, đường thân nè, xương bên dưới này đó. Rồi mặt sau, đế mặt sau, đường thân, cốt, cốt mặn út luôn nè. Rõ cây à, rõ cây, phơm mịn ha. Rồi để bây giờ em xây về vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã 6B nha cô chú anh chị. Cây nó gõ vậy gì cô chú anh chị chỉ tỉa lại chơi thôi ha. Rồi bây giờ em báo thông số mã 6B nha. Cái hoành gốc nó ở đây, hoành gốc nó ở đây là 8, tự hào cái nguồn tính là 7 nha cô chú anh chị, hoành gốc là 7 ha. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 22, hết tán ngang của nó là 36. Thì mã 6B này giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k nha. 450k là nhà vườn mình đang bao ship nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 7B nha. Rồi em lên tiếp mã 7B nha cô chú anh chị. Mã 7B cũng là cây xanh với trái xù luôn nha. Quá tí lùng rồi. Lùng lực gốc to nha cô chú anh chị. Đế đẹp luôn. Có cành nuôi to luôn ha. Nhìn xương nè. Cây nằm gõ cây đó. Cái tỉa lại chơi thôi. Nói chung là nó mau lắm. Tại tụi em mới lấy gì của nhà vườn. Tỉa thời gian nữa là nó đầy nhanh lắm. Đây em đưa gần cô chú anh chị. Coi cái dàn đế mặt trước ở đây. Một đường thân nè. Xù rất là nhiều ha, cốt to nha cô chú anh chị. Rồi mặt sau đế đẹp nha, xương bên dưới này, cốt to nè, nó phơm nè, mịn phơm ha. Rồi để em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mà 7B nha cô chú anh chị. Cây gõ cây lắm nha, lực lực đế đẹp ha. Rồi bây giờ em báo thông số mà 7B nha. Cái hoành gốc nó đây. Hoành gốc nó ở đây là 9 nhưng mà tự hào em tính 8 nha cô chú anh chị. Tự hào cái nu hoành gốc là 8. Chiều cao của cây là 13. Hết tán ngang của nó là 26. Thì mã 7B thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k nha. 450k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 8B nha. Rồi em lên tiếp mã 8B nha cô chú anh chị. Mã 8B cũng là một cây sam nướu trái luôn nha. Đây. Đường thân công đế đẹp nha cô chú anh chị. Qua trời mướt luôn. Mướt cây lắm nha, cốt to ha. Dây cũng còn có mấy cọng à. Nhìn cô chú anh chị chơi thời gian nó tháo hết cho được. Cái xù à, hẹo à, bích hẹo hết trơn. Dòng sâm núi này nó mình về tỉa xương dâm nó về lên chơi. Nó có quả nữa. Đây,
cho nên rằng cô chú anh chị cho cái dàn đế với đường thân mặt trước đó này, thân cong cốt to này, mặt trước rồi mặt sau nó đây, xương bên dưới đây cốt to, còn có mấy cọng dây nha cô chú anh chị, phơm này, mịn phơm này ha. Rồi để giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 8D nha. Đó. Quá mức rồi, xù nó cuốn bít thẹo luôn nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 8B nha. Cái hoành góc nó đây, hoành góc đó đây, hoành góc là 10, thì heo tính chín nha cô chú anh chị, thì heo mấy cái nu hoành góc là 9, chiều cao của cây là 19, hết tán ngang của nó là 32, thì nó 8B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k nha, 450k là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 9B nha. Rồi em lên tiếp mã 9B nha cô chú anh chị, mã 9B cũng một cây sam với trái sù luôn nha. Đế cái đường thân cốt to, chà má luôn. Cây lùn nha cô chú anh chị, siêu lùn bật luôn. Phơm mịn ha, cốt to, sẹo thì nó cuốn kính rồi nha cô chú anh chị. Cây này nhìn vô cái phơm cây mini đẹp lùn. Đưa gần cô chú anh chị coi dàn đế với đường thân mặt trước đó này, mặt trước rồi mặt sau nó đây, mặt đế cũng khá đẹp nha, xương bên dưới này cốt to nha cô chú anh chị. Phơm này, mịn phơm ha. Vì cô chú anh chị tỉa tớp vài lần nữa nó kính phơm nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã 9B nha. Cái hoành góc nó ở đây, hoành góc nó ở đây là 7, chiều cao của cây, chiều cao của cây là 11, là 12, chiều cao là 12, hết tán ngang nó là 27. Thì mã 9B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k nha, 450k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 10B nha. Rồi em lên tiếp mã 10B nha cô chú anh chị, mã 10B cũng là một cây sam túi trái luôn nha. Đế đẹp hả? Đế đẹp, thân công, thân công cốt to luôn nha cô chú anh chị, phân tàn nó mất được luôn. Để em xây dạng hồng em sẽ báo thông số mã 10B nha. Đế đẹp, cái dàn đế mặt trước đây, chân cành to nha cô chú anh chị, thân công nè, rồi mặt sau đế đều nha, cốt cành này. Sẹo trên đây còn xíu, cuốn cái sù nó cuốn lẹ lắm nha cô chú anh chị, phơm này, mịn phơm ha. Rồi để em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 10B nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã 10B nha. Cái hoành góc nó ở đây, hoành góc nó ở đây là 7,5, tính 7 thôi, hoành góc là 7, chiều cao của cây là 18, hết tán ngang của nó là 29. Thì mã 10B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k nha, 450k là nhà phòng bên em bao ship nha cô chú anh chị. Thì mã 10B này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu cô chú anh chị mình yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em hết. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều.